Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VNews. Sau hành động có phần bất chấp gây hấn của Facebook khi cắt quyền truy cập thông tin của cả nước Úc trong đêm ngày 17 tháng 2, thì hiện tại mạng xã hội này đang đứng trước một chiến dịch tẩy chay quy mô lớn. Cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Theo đó, kể từ đầu ngày 18 tháng 2, những dòng hashtag như là xóa Facebook, tẩy chay Zuckerberg và Facebook chúng ta cần nói chuyện đã xuất hiện trên khắp các mạng xã hội khi làn sóng những người tức giận phản đối động thái của Facebook mở rộng trên toàn cầu. Thậm chí, cựu giám đốc điều hành Facebook Australia là Stephen Schreier cũng đã công khai yêu cầu người dùng xóa Facebook. Ông này chỉ trích CEO Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, và cho rằng động thái của họ tại Úc là đáng báo động. Cụ thể, động thái cứng rắn của Facebook diễn ra hôm thứ Tư nhằm đáp lại luật thương lượng truyền thông mới được đề xuất của Úc. Luật này yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ chia sẻ doanh thu quảng cáo từ các tin bài với các đơn vị sản xuất tin. Ngoài việc chặn quyền xem và chia sẻ thông tin của người dùng, Facebook còn xóa thẳng tay một số tài khoản mà chính phủ Úc hậu thuẫn. Trang Facebook của 4 cơ quan y tế khu vực của Úc chịu trách nhiệm phân phối thông tin về đại dịch COVID-19 cũng đã bị Facebook loại bỏ. Động thái mà các nhà phê bình cho rằng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Tổ chức tiêm chủng của Úc, tổ chức giúp trẻ sơ sinh được chủng ngừa các bệnh có khả năng gây chết người, cũng là nạn nhân của hành động vội vàng, có phần ngạo mạn của Facebook ngay trong đêm. Một thành viên Quốc hội Anh là Julian Kyle cho biết Facebook dường như đang sử dụng Úc như một trường hợp thử nghiệm về cách mà các chính phủ sẽ phản ứng khi có tin tức bị cấm. Ông kêu gọi các nhà luật pháp trên khắp thế giới phải hành động để đưa Facebook vào khuôn khổ luật pháp. Về phần mình thì Facebook đổ lỗi cho chính phủ đã định nghĩa mông lung và mơ hồ về tin tức trong luật mới của mình. Dự luật đã hiểu sai mối quan hệ giữa nền tảng của chúng tôi và các đơn vị xuất bản. Trái với suy nghĩ của vài người, Facebook không trộm tin tức, chính hãng tin mới là đơn vị muốn chia sẻ thông tin trên mạng xã hội này. Campbell Brown, phó chủ tịch mạng quan hệ tin tức quốc tế Facebook bày tỏ, hiện tại trên mạng xã hội Twitter, hashtag delete Facebook đang là trending được quan tâm bậc nhất hiện nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.